Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Có thể thấy ngày nay, công nghệ tiên tiến xuất hiện rất nhiều xung quanh chúng ta. Dù Việt Nam đang không ngừng phát triển và cập nhật xu thế mỗi ngày, nhưng thực tế nếu so sánh với những quốc gia phát triển, thì chúng ta cần phải tăng tốc hơn rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ cần quan sát đường phố của họ là ta đủ biết mình cần phải tích cực nỗ lực ra sao. Giải phân cách tự động, vạch đường phát sáng, hay các trạm sạc xe buýt chỉ trong 15 phút và nhiều ứng dụng công nghệ khác sẽ là mục tiêu để chúng ta theo đuổi trong tương lai. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá những công nghệ hiện đại áp dụng tại đường phố các nước nhà giàu để thấy thế giới đã tiến xa hơn chúng ta nhường nào nhé. Giải phân cách tự động. Ở những nước tân tiến, người ta có hạn giải phân cách tự động, có khả năng linh hoạt trong việc phân chia làn đường. Tùy vào số lượng xe nhiều hay ít, mà giải phân cách di chuyển ưu tiên cho làn đường nhiều xe sẽ rộng hơn. Điều này đã giảm bớt đáng kể tình trạng kẹt xe, tách đường. Chưa dừng lại ở đó, giải phân cách tự động còn có nhiệm vụ đóng chặn lối đi mỗi khi cần thiết, mang lại hiệu quả tối ưu hơn hẳn việc được thực hiện bởi đội ngũ điều phối giao thông. Ngoài khả năng tự di chuyển qua lại, thì giải phân cách tự động này còn có tính năng nâng lên, hạ xuống của một hàng rào giao thông. Bên cạnh đó, ở Mỹ có hạng cỗ máy dùng để phân chia làn đường cho ngay ngắn nữa cơ. Pavigon. Pavigon là tên gọi của thiết bị tạo ra năng lượng bằng bước chân. Càng nhiều bước chân tác động lên sẽ càng sản sinh ra nhiều năng lượng để sử dụng trong điện và lưu trữ dữ liệu. Thiết bị này đã đến với một số quốc gia xuất hiện trên các con đường sầm uất có đông đúc người qua lại. Chúng được lắp đặt áp sát mặt đất, không hề gây bất tiện trong việc đi lại của người dân, thậm chí còn chịu được lực tác động của xe cộ qua lại. Theo nguyên lý hoạt động của thiết bị, không ít người đã cố gắng tạo ra thật nhiều năng lượng bằng cách nhảy múa tưng bừng trên chúng. Trong tương lai, người dân các nước phát triển sẽ ứng dụng thiết bị tái tạo năng lượng này để xây dựng sân vận động. Hiện tại, thiết bị đã được ứng dụng để làm con đường trong nhà ga và các đoạn trong những giải chạy bộ marathon. Vạch đường phát sáng. Vạch đường phát sáng là trợ thủ đắc lực, đặc biệt là cánh tài xế mỗi khi lái xe ban đêm trong điều kiện thiếu sáng. Đây là loại vạch kẻ đường được sơn bằng loại sơn phản quang, hiện lên rõ ràng và dễ nhìn hơn rất nhiều trong bóng tối. Sơn phát sáng thường xuất hiện ở các góc cua hoặc khi gần tới các điểm giao cắt, giúp tài xế dễ dàng nhận diện từ phía xa. Vạch kẻ đường phản quang vốn không phải là thứ gì quá mới lạ. Tuy nhiên, loại ở phiên bản tốt nhất này, vạch kẻ đường phản quang hoàn toàn có thể tự phát sáng trong bóng tối mà không còn có đèn xe rọi vào. Chính vì thế mà chi phí cho loại sơn phản quang đặc biệt này cũng không hề rẻ chút nào. Trạm sạc nhanh xe buýt. Ở các quốc gia phát triển như Hà Lan, Luxembourg, người ta gần như thay thế toàn bộ xe buýt thường thành xe buýt điện. Bên cạnh mục đích bảo vệ môi trường, xe buýt điện còn đem lại những lợi ích khác như tiết kiệm nhiên liệu tự nhiên và thuận tiện trong việc vận chuyển hành khách. Hệ thống xe điện vô cùng thông minh, xe chỉ cần đậu đúng nơi được đánh dấu thì quá trình sạc sẽ diễn ra hết sức dễ dàng và nhanh chóng, mà không cần sự tác động vật lý nào từ con người. Ngày nay tại một số nơi, người ta đã nâng cấp hệ thống sạc bằng cách rút ngắn thời gian sạc điện từ khoảng 3 đến 4 tiếng ban đầu xuống còn vỏn vẹn 15 phút. Công nghệ phát triển này đã giúp xe buýt điện trở nên ưu việt hơn bao giờ hết. Vừa gọn nhẹ, thông minh lại còn tiết kiệm. Giảm tốc thông minh. Có lẽ người dân Tây Ban Nha đã nhận thấy rằng những gờ giảm tốc truyền thống đã quá dễ dãi với các tài xế chạy ẩu và bất công với các tài xế chạy an toàn. Vì vậy, họ đã sáng chế ra gờ giảm tốc thông minh để cho công lý được thực thi. Nếu như gờ giảm tốc ban đầu là gờ cứng, dù chạy chậm vẫn bị bật lên, thì gờ giảm tốc thông minh lại biết cương nhu đúng lúc. Nhờ áp dụng chất lỏng phi Newton trong công đoạn sản xuất gờ, tức là nếu xe chạy chậm rãi, tác động lực không quá mạnh, thì gờ sẽ mềm mại, giúp bánh xe lăn qua một cách trơn tru và êm đềm. Trong khi những quái xế với tốc độ bàn thờ, chiếc gờ sẽ trở nên cứng cáp như các loại thông thường và khiến chiếc xe bận nảy mỗi khi qua. Chiếc gờ này xứng đáng là dụng cụ giao thông, biết đối nhân xử thế nhất hành tinh. Đường đi bộ Starling Crossing. Starling Crossing là tên gọi của công nghệ mặt đường cảm ứng.
mặt đường sử dụng công nghệ theo dõi vật thể kết hợp với ánh sáng LED để hiển thị các ký hiệu trên mặt đường, tùy thuộc theo từng thời điểm, hỗ trợ người đi bộ hay các phương tiện lưu thông di chuyển dễ dàng hơn. Starlink Crossing cực kỳ thông minh trong việc xử lý tình huống, giúp ngăn chặn tai nạn tiềm ẩn xảy ra. Ví dụ như khi một đứa trẻ đột ngột chạy qua đường, một vùng đệm lớn sẽ hiển thị báo hiệu cho những người tham gia giao thông gần đó. Ngay lập tức, họ sẽ biết được sự xuất hiện và hướng đi của đứa trẻ đó. Way Delineator. Rào chắn hình sóng là giải phân cách đặc biệt dành riêng cho xe đạp trong các quảng trường. Thiết kế độc đáo này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn tạo ra nhiều ưu điểm khác như là dễ dàng lắp đặt, vận chuyển, có thể thu gọn nhưng rất bền bỉ và kiên cố. Bằng thiết kế như từng lớp sóng, hàng rào cho phép tầm nhìn rõ hơn cho cả người lái xe và người đi xe đạp liên kề. Độ cong và tính uyển chuyển vốn có của sóng khiến người chạy có cảm giác chuyển động liên tục thay vì bị đứt quãng khó chịu như các loại cột chia làn như hiện nay. Công nghệ bảo vệ người đi bộ. Cảm giác mỗi khi đi bộ qua đường luôn có cái gì đó thấp thỏm, xen chút lo sợ vì vừa định tiến một bước thì sẽ có một xe lao trước mặt. Trông chờ được nhường đường có vẻ là điều còn khá xa xỉ đối với người đi bộ. Hiểu được điều đó, các nhà sản xuất đã sáng chế ra công nghệ bảo vệ dành riêng cho người đi bộ, cho phép chúng ta tự tin sải bước qua đường mà không sợ con xe nào cố chấp cản đường. Hệ thống cảm ứng mỗi khi nhận biết có người qua đường, ngay lập tức vạch kẻ đường sẽ dựng lên như một hàng rào chắn kiên cố bảo vệ người đi bộ. Đừng hòng chiếc xe nào mà vượt ẩu nhé! Còi cảnh báo. Còi cảnh báo là hệ thống công nghệ thông minh kết nối với nhau để nhận diện nguy hiểm và truyền tín hiệu cảnh báo khi xe còn đang ở đằng xa. Cụ thể hơn, các cột còi cảnh báo có khả năng đo đạt tốc độ của phương tiện đang tiến lại gần và có nhiệm vụ truyền thông tin đến cột còi cảnh báo đặt ngược chiều gần đó nhằm mục đích ngăn chặn tai nạn giao thông gây ra bởi các xe chạy ngược chiều nhau. Hệ thống tối tân này thường được áp dụng ở những cung đường vắng, nơi có nhiều khúc cua gắt và nhất là những con đường đèo dễ bị khuất tầm nhìn. Có lẽ công nghệ này là vị cứu tinh cho rất nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là trên các cung đường nguy hiểm gập ghềnh. Ánh sáng thông minh. Có lẽ một trong những điều đáng quan ngại nhất khi lái xe vào ban đêm đó là đèn đường. Gặp nơi nào vắng vẻ nhưng có đèn đường thì còn an tâm hơn một chút. Nhưng xui xẻo đã vắng lại còn không có đèn đường thì xác định mò đường là có thật. Nhưng những đoạn đường vắng vẻ, ít xe lưu thông thì khó mà để đèn đường mở xuyên suốt vì yếu tố kinh tế. Chính vì thế, công nghệ ánh sáng thông minh là một giải pháp thông minh khắc phục tất cả những hạn chế này. Đây là hệ thống đèn đường với cơ chế khi không có ai đi qua sẽ chỉ giữ ánh sáng ở mức 20%. Khi có người đi bộ qua, đèn sẽ tăng sáng lên 80% và sáng 100% khi xe chạy qua. Điều này giúp người dân có thể an tâm mỗi lúc di chuyển về đêm mà lại không phải mất quá nhiều chi phí về điện. Làn sạc xe điện. Tiểu bang Michigan là khu vực đầu tiên của Mỹ ứng dụng làn sạc xe điện cảm ứng trên đường. Cụ thể mới đây, nơi này đã cho xây dựng con đường dài khoảng 1,6 km, trang bị hệ thống sạc không dây cho xe điện. Với công nghệ sạc pin không dây, các ô tô điện hoàn toàn có thể di chuyển trên đường trong lúc sạc. Cơ chế hoạt động của công nghệ này là sử dụng tần số của từ trường, từ đó truyền điện từ các cuộn dây kim loại được chôn dưới đường để một bộ phận thu nhận đặc biệt lắp phía dưới xe. Trước đó, công nghệ sạc điện không dây đã có mặt ở một số nước phát triển như Thụy Điển, Israel, Ý. Trong tất cả những công nghệ hiện đại chúng ta vừa khám phá, thứ gì làm bạn thích thú nhất? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới. Và đừng quên like, share, subscribe kênh để cùng chúng mình khám phá những điều thú vị khác nhé. Thế giới hôm nay xin chào và hẹn gặp lại!